Xin mến chào quý vị cô bác và các bạn đang theo dõi chương trình livestream được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ngày thứ sáu hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thì khi đời sống kinh tế phát triển thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thì càng được nâng cao, mà bệnh viện là một trong những cái cơ sở để phục vụ đáp ứng những cái nhu cầu đó. Tuy nhiên thì ngoài cái việc là nhu cầu chăm sóc sức khỏe về thể chất thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe về tinh thần nó cũng là một cái điều vô cùng quan trọng trong cái việc là cải thiện hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính vì vậy thì hôm nay cái phòng khám tham vấn và điều trị tâm lý của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương mới tổ chức một cái chủ đề, mà một cái chủ đề là rất là phổ biến và rất nhiều người gặp phải trong cái giai đoạn hôm nay. Thì hôm nay thì có tiến sĩ tâm lý lâm sàng Lê Hoàng Thế Huy của phòng khám sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay với cái chủ đề là như thế nào? Hôm nay mình sẽ trao đổi với nhau về cái những cái có liên quan đến cái việc mà mọi người có những cái nhu cầu á, về hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe tinh thần, và nhất là trong cái lĩnh vực, trong cái phần là tham vấn và trị liệu tâm lý như thế nào. Thì ra mà nói thì cái vấn đề về tâm lý của con người ta rất là phức tạp. Tại mỗi người thì có một cái hoàn cảnh, trải nghiệm và cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là mơ hồ ở đây là cái việc là tâm lý và tâm thần. Thì cái hai cái khái niệm này thì nó giống và khác nhau như thế nào, thì tiến sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả hiểu thêm không? Thực ra tôi nghĩ cái này là cũng là một cái thắc mắc của không chỉ của Nghĩa không, mà là của rất là nhiều người dân, người muốn có những cái tò mò đơn thuần thôi, hoặc là muốn đi hỗ trợ, đi thăm khám để mà có những cái phân biệt rõ hơn về tâm lý và tâm thần ha. Thì tôi xin tóm tắt một chút xíu rất là cơ bản thôi về cái sự khác biệt của tâm lý và tâm thần. Thì giờ mình nói về tâm thần trước đi. Tâm thần là một cái mảng của y khoa, là y khoa tâm thần là một cái lĩnh vực của y khoa, tức là để mà trở thành các bác sĩ tâm thần thì họ sẽ học y ha. Họ tốt nghiệp trường y, họ có những cái nghiệp vụ về thăm khám, chẩn đoán và xử trí bằng thuốc và những cái thủ thuật, những cái phương pháp y khoa khác. Thì nói chung nó là rất là thuộc về bác sĩ. Còn tâm lý á, thì tâm lý là một cái mảng riêng. Tâm lý lâm sàng là một cái nhánh nhỏ của tâm lý học. Và tâm lý lâm sàng thì nó có cái tính ứng dụng ở trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thì tâm lý lâm sàng á, thì chúng tôi không phải là bác sĩ. Chúng tôi là những cái người học chuyên ngành tâm lý lâm sàng mà ra. Và cái công việc của chúng tôi cũng có hơi khác một chút. Tức là thay vì các bác sĩ tâm thần á, họ sẽ đưa chẩn đoán và họ xử trí bằng thuốc. Thì tâm lý thì sẽ đồng hành, sẽ hỗ trợ, sẽ có những cái quá trình để mà theo dõi, đồng hành cùng với thân chủ để mà cùng làm việc trên cái vấn đề đằng sau mà họ gặp phải. Thì nói chung là cái người đến được hỗ trợ thì có thể là giống nhau, tức là có những người họ đến vừa có thuốc của các bác sĩ tâm thần vừa được hỗ trợ tâm lý. Và cái cách làm của tụi tôi khác nha. Tức là bên bác sĩ họ sẽ kê đơn hoặc là có những cái thủ thuật khác. Còn bên tâm lý thì chủ yếu sẽ dựa trên cái việc trò chuyện và cùng nhau để mà tìm hiểu về cái vấn đề đằng sau những cái bệnh lý đó. Mày có thể là cái chia sẻ ban đầu của tiến sĩ Huy rất là hay. Thì rất nhiều có một cái thắc mắc là tại mỗi người thì đằng sau mỗi người là mỗi cái câu chuyện khác nhau. Vậy thì khi người ta có những cái vấn đề về tâm lý, ví dụ như là trong những cái mối quan hệ xã hội giữa gia đình, cha mẹ, anh chị em hay là giữa đồng nghiệp với nhau, thì họ có phát sinh những cái vấn đề đó và gây cho họ những cái áp lực về tâm lý. Vậy thì tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hay là trong cái quá trình thăm khám của tiến sĩ Huy thì làm sao để mà tiến sĩ Huy tiếp cận được họ và cái quy trình mà thực hiện của mình đồng hành với họ là như thế nào? Ở đây có hai vấn đề, đó là cái chuyện mà người có nhu cầu được tiếp cận với phòng tâm lý ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra làm sao, và thứ hai là cái cách làm việc của các nhà tâm lý lâm sàng ở phòng tâm lý của Bệnh viện
như thế nào, thì bây giờ tôi nói về cái vấn đề một trước ha, là cái cách tiếp cận. Thì thật ra thì ở ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thì cái mô hình mà các phòng tâm lý lâm sàng hoặc là tâm lý trị liệu ở các bệnh viện đa khoa là không nhiều. Và bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì có cái khác biệt đó, tức là bệnh viện Nguyễn Tri Phương và chỉ có một số ít những cái bệnh viện đa khoa khác ở trong địa bàn thành phố là có phòng tâm lý kết hợp chung với lại song song với lại một cái phòng khám tâm thần kinh. Thì ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì có cái điều này, và một số những cái thông tin được lan truyền ở bên ngoài á, tức là trên các diễn đàn hoặc là thông tin truyền miệng, thì trước đây một số người họ biết về cái điều này, cho nên là cái cách tiếp cận của những cái người có nhu cầu á, đến với phòng tâm lý của Nguyễn Tri Phương thì trước đây thì nó dựa trên cái kênh đó. Tức là chính cái tính đặc thù của bệnh viện mình có cái mô hình này. Và cái thứ hai á, là thường chúng tôi làm như thế nào khi mà tiếp nhận, thì chúng tôi luôn giải thích trước, nếu mà có những cái người họ đến họ đăng ký hoặc là được chuyển gửi từ các bác sĩ hoặc là từ các khoa phòng khác á, thì cái bước đầu tiên mà chúng tôi luôn giải thích cho mọi người khi đến hỗ trợ đó là làm tâm lý thì nó một cái quá trình nha. Tức là không có thể nào mà chỉ có một hai buổi rồi xong chào tạm biệt, thì cái đó là một cái loại hình khác chứ nó không phải là cái cách làm việc của chúng tôi. Và nói trước là khi mà làm cùng với họ thì đó là một cái sự cộng tác hai bên, tức là chúng tôi không giỏi hơn họ về cái việc là biết về những cái điều gì nó ảnh hưởng đến cái đời sống của họ mà để tạo nên những cái khó khăn hay những cái khổ sở đến bây giờ. Họ biết rõ hơn chúng tôi chứ, cho nên chúng tôi cần thời gian để cùng với họ để mà làm việc chung. Và nó là một cái quá trình làm việc lâu dài, có thể vài buổi, vài chục buổi, có khi cả trăm. Nhưng mà nó là một cái quá trình làm việc mà cả hai bên cùng khám phá những cái ngóc ngách mà trước đây có thể chính cái người thân chủ hoặc cái người bệnh nhân nó không biết, tức là họ có đấy mà họ không có nghĩ tới, họ không có ngờ tới, và nó lại ảnh hưởng rất là trực diện tới cái vấn đề của họ hiện tại. Thì đó là những cái quá trình, thực sự là những cái quá trình khám phá nó mặc dù nó lâu dài nhưng mà nó mang lại những cái kết quả có lợi. Mày có thể thấy là khi mà một cái người bệnh nhân họ đến họ gặp mình á, thì họ có trải qua được một số cái vấn đề rồi, tuy nhiên thì mình là cái người mà không trực tiếp trải qua vấn đề đó, và mình cần họ kể lại những câu chuyện, những trải nghiệm của họ để mình coi thêm những cái góc nhìn, và từ đó thì cho họ những cái lời khuyên phù hợp. Thì cái thời gian để mà đi cùng họ thì có người thì ngắn, có người thì dài, và tùy thuộc vào cái vấn đề và cái cách mình giải quyết như thế nào nữa. Để xin cắt ngang cái chủ đề hôm nay tí xíu, thì có một cái anh vừa bình luận là bác sĩ cho em hỏi là người nhà bị trầm cảm nhẹ thì có thể điều trị tâm lý mà không cần uống thuốc được không? Dạ, thì tí xíu Huy có thể giải thích được cái vấn đề này. Để đánh giá là một cái mức độ á, về mức độ là nhẹ, vừa, trung bình hay nặng á, thì thứ nhất nó cũng cần phải có một số những cái phương pháp và một số công cụ để mà đánh giá về mức độ đó. Thì để đánh giá chính xác nhất á, thì có hai cách. Một á, là các bác sĩ bên tâm thần kinh họ sẽ là cái người đánh giá dựa trên những cái quan sát lâm sàng của họ. Hai á, là có thể gặp trực tiếp các nhà tâm lý để mà họ có những cái công cụ để đánh giá về mức độ ha. Thường thường nếu thực sự đó là một cái trường hợp trầm cảm ở mức độ nhẹ thì tôi cũng đồng ý là có thể cân nhắc để không cần thiết phải sử dụng bên thuốc ở bên tâm thần kinh, mà cái việc hỗ trợ và đồng hành tâm lý có thể mang lại những cái lợi ích. Tiếp nối cái câu hỏi này thì mình sẽ tìm hiểu thêm về là các phương pháp mà tiến sĩ Huy thường áp dụng cho các bệnh nhân khi đến phòng khám tham vấn và điều trị tâm lý của bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Thì có những cái phương pháp nào và cái hình thức mình áp dụng thì nó là sao ạ? Thực ra trước khi nói về cái phương pháp mà tôi sử dụng thì tôi nói chung trước về các loại hình, các phương pháp khác nhau rất là đa dạng mà các nhà tâm lý ở trên thế giới và ở Việt Nam họ sử dụng.
Có rất nhiều, có rất là nhiều. Nhưng mà có một cái đặc điểm chung ở bên tâm lý á, là chúng tôi không có công thức chung. Chúng tôi không có công thức chung. Tức là ở bên y khoa thì thường họ sẽ có cái từ ngữ là phác đồ điều trị. Dạ đúng. Ở bên tâm lý chúng tôi không có thường xuyên sử dụng cái từ đó. Chúng tôi có thể có những cái mô hình để làm việc, nhưng mà phải căn chỉnh rất là nhiều cho từng cá nhân một ha, và từng cái môi trường làm việc nữa. Ví dụ như bệnh viện khác, ở công ty tư nhân, những cái môi trường tư nhân lại khác nữa, rồi bệnh viện mà chuyên khoa tâm thần lại khác nữa. Rồi ở phòng tâm lý ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì hiện tại có 2 người phụ trách chính, và có thêm một số những cái người khác, nhưng mà có 2 người phụ trách chính là tôi và cô thạc sĩ Ái Ngọc Phân. Thì 2 người hiện tại thì có 2 cái cách tiếp cận, hai cái cách làm việc, có những điểm giống nhau và có những điểm khác nhau ha. Ví dụ như cô Ái Ngọc Phân thì cổ sẽ chuyên về làm việc rất là chuyên nghiệp về cái phần hỗ trợ cho gia đình, và một cái phương pháp, một cái loại hình rất là phổ biến hiện nay, đang được sử dụng nhiều ở Việt Nam và trên thế giới, đó là trị liệu nhận thức hành vi. Còn tôi thì tôi có một cái sự lựa chọn chuyên môn hơi khác chút xíu. Tôi cũng có làm việc với các gia đình giống như cô Phân, nhưng mà bên cạnh đó thì cái phương pháp mà khác mà tôi làm đó, nó nghiêng về một cái định hướng lâm sàng khác, nó tên là phân tâm học. Nhưng mà cái điểm chung đó, của chúng tôi đang sử dụng ở Nguyễn Tri Phương, cho dù là cái phương pháp nào đó, thì đa số thì sẽ sử dụng chủ yếu là dựa trên cái việc trò chuyện, tức là sử dụng lời nói là cái công cụ chính trong cái làm việc chung. Cái loại hình thứ hai mà thì cái công cụ thứ hai mà chúng tôi hay sử dụng ở phòng tâm lý á, ở khu G, là sử dụng các công cụ trung gian, tức là sử dụng nhiều những cái trò chơi, những cái công cụ, những cái vật dụng rất là quen thuộc trong cái đời sống hàng ngày, nhưng mà có thể thay thế cho cái việc chỉ dùng lời nói, bằng việc là có thể cùng với bệnh nhân hoặc là thân chủ chơi, tôi gọi là chơi. Trên những cái công cụ đó, trên những cái vật dụng đó, để có thể họ 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 có cái dịp để họ nói, họ họ diễn đạt cái vấn đề của mình bằng một cách khác và có một cái góc nhìn khác trên cái vấn đề của mình. Dạ, thì nếu mà trong cái quá trình thăm khám thì tiến sĩ Huy thấy là cái đối tượng bệnh nhân khi đến cái phòng khám là người già, người trẻ hay là đàn ông hay phụ nữ? Hiện tại thì do cái đặc điểm của phòng tâm lý ở bệnh viện đa khoa, ở Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa, nên cái nguồn thân chủ của chúng tôi đang tiếp thì khá đa dạng. Có 2 hình thức là ngoại trú, nội trú. Tôi nói ngoại trú trước. Ngoại trú thường là những cái trường hợp mà họ biết về phòng tâm lý ở Nguyễn Tri Phương từ trước, có thể thông qua người thân, người quen trên mạng xã hội vân vân ha. Thì cái đối tượng ngoại trú á, thì khá là đa dạng. Thế là hiện tại chúng tôi tiếp và cả nam lẫn nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, già trẻ lớn bé có đủ hết. Nhưng mà cái trong đối tượng ngoại trú á, thì đông nhất vẫn là những cái người trưởng thành trẻ tuổi, tạm gọi là thanh niên á, đó là từ khoảng 18 cho tới 35 tuổi. Hiện tại là cái nhóm chiếm ưu thế ha. Thì cũng hợp lý với lại cái tình hình phát triển về kinh tế xã hội hiện nay ở các thành phố lớn. Có vẻ như là cái đối tượng này chịu nhiều áp lực về cả kinh tế mà còn về xã hội nữa, Về thế hệ cho nên là nữa. họ sẽ gặp nhiều cái vấn đề Đúng rồi. về tâm lý. Kính thưa quý vị, thì nếu như quý vị và các bạn có những cái vấn đề gì về tâm lý hoặc là người nhà mình cũng được, thì có thể là bình luận ở cái livestream này, thì chúng tôi sẽ gửi những cái câu hỏi này cho tiến sĩ Huy để cho tiến sĩ Huy giải đáp cùng quý vị. Còn trong trường hợp mà nếu cần phải thăm khám trực tiếp thì mình có thể đăng ký như thế nào tiến sĩ Huy? Cái cách dễ nhất để mà có thể liên hệ với phòng khám tâm lý của bệnh viện Nguyễn Tri Phương đó, là mình đến đăng ký trực tiếp luôn, tức là thậm chí trước khi có thể đến để mà mua phiếu thăm khám ở dưới cái khu vực bán phiếu khám đó, thì mọi người có thể lên trực tiếp thẳng ở phòng khám để mà xem xét về lịch. Tại có một cái đặc điểm nó hơi khác giữa phòng tâm lý với lại những cái bàn khám y khoa, ở chỗ là bên tâm lý thì thường một buổi làm việc, tức là một phiên làm việc của chúng tôi hơi dài, nó kéo tới khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Nên cái việc sắp xếp lịch là cái việc ưu tiên hơn. Ừ. Đôi khi có những trường hợp là hôm đó chúng tôi đã kín lịch rồi, nhưng mà họ không biết, họ tới họ mua phiếu trước, cho nên là đôi khi khi mà lên trên phòng tâm lý thì buộc phải dời vào cuối ngày. Yeah. Hoặc là dời sang những cái ngày sau, cho nên là mọi người có thể đến trực tiếp là phòng G220 ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để mà được tư vấn tại chỗ luôn là mình sẽ mua phiếu như thế nào và có những cái khoảng thời gian nào phù hợp trong ngày hôm đó hoặc là trong cái tuần đó để mình có thể sắp xếp để mình được hỗ trợ. Dạ, kính thưa quý vị thì Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có hai khu, là khu bên này đường Nguyễn Trãi và khu bên kia đường. Thì cái khu G là khu nằm bên kia đường, khi quý vị các bạn thì đăng ký ở bên này đường, sau đó thì đi cầu vượt qua thì mình sẽ gặp cái khu G bên kia và phòng khám tham vấn và điều trị tâm lý sẽ nằm ở bên đó. Dạ, thì lúc nãy giờ mình sẽ nói những cái về tổng quan, thì thật ra thì người nghe người ta vẫn muốn là đi vào những cái trường hợp cụ thể, ví dụ như là những cái biến cố về hôn nhân hay là về công việc hay là về cha mẹ con cái. Vậy thì mình sẽ đi vào một cái trường hợp cụ thể như vậy, thì giả dụ như là hai người người ta có đổ vỡ sau hôn nhân, thì không kể là người nam hay người nữ, nhưng mà họ có những cái vấn đề là họ bị buồn bã, giống như mình mất đi một cái thứ gì đó thì mình luôn buồn mà. Vậy thì khi mà người ta đang có những cái vấn đề đó thì tiến sĩ Huy sẽ tiếp cận và cái hướng giải quyết cho họ như thế nào, giả dụ như là một cái người phụ nữ đi. À, tức là ý của bạn tức là một cái người phụ nữ sau một cái biến cố nào đó. Dạ, là sau biến cố ly hôn thì có cái cảm giác là buồn bã lâu ngày rồi không có vực dậy được cái tinh thần của mình, thì họ đang muốn đến khám, thì tiến sĩ Huy sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Có một cái điều khá là thú vị ở trong cái trường hợp mà bạn vừa nói. Dạ. Cũng giống như những cái trường hợp khác, những cái bối cảnh chủ đề khác mà mọi người thường tới, mọi người khá là kỳ vọng về chuyện nhà tâm lý là một cái người toàn năng tức là anh ta hay cô ta sẽ biết hết tất cả mọi cách rất hay để mà tư vấn, tức là mách đường cho hưu chạy, coi là bây giờ anh chị phải làm sao để mà anh chị không còn buồn khổ hay là không còn khổ sở về cái chủ đề đó nữa. Nhưng thực ra là cái công việc của chúng tôi nó hơi khác chút xíu, tức là chúng tôi sẽ rất hạn chế đưa ra lời khuyên. Cái chúng tôi tập trung hơn á, có hai chuyện. Lấy ví dụ về một cái người phụ nữ gặp một cái biến cố với hôn nhân và sau đó cô ấy rất là suy sụp. Có hai thứ cần phải rất là quan tâm trong trường hợp đó. Trước khi nghĩ đến cái chuyện là có những cách nào để cô ta vực dậy. Thứ nhất đó là vì sao cùng với cái người đó hiểu coi là vì sao cái biến cố hôn nhân lại quan trọng với cổ đến như vậy, trong khi có những người khác họ cũng có thể trải qua những cái biến cố tương tự nhưng họ đương nhiên ai cũng buồn khổ hết á, nhưng họ tự có những cái sắp xếp của riêng họ để mà họ sắp xếp được, họ xử lý được, họ không cần tới gặp một nhà tâm lý. Tại sao với cổ nó lại quan trọng đến như vậy? Và liệu cái biến cố hôn nhân vừa rồi nó chỉ là một cái giọt nước tràn ly của những cái chuyện khác trước đây, thường thường là vậy, của những cái của rất rất là nhiều những cái thứ tích tụ trước đây, và cái biến cố hôn nhân này chỉ là một cái bước cuối cùng để mà cô thấy học tôi không chịu được nữa. Cái vấn đề chính có thể không phải là chuyện hôn nhân đâu. Hôn nhân đổ vỡ nó là một cái sự kiện kích hoạt. Rồi chúng tôi gọi là sự kiện kích hoạt của những cái tổn thương từ trước. Vậy thì chúng tôi cùng với cô ấy để coi là có thể những cái từ trước đó là cái gì vậy? Sao nó ảnh hưởng dữ vậy? Cái thứ hai và cái này quan trọng hơn, đó là chúng tôi cùng làm việc với cổ để coi những cái nguồn lực riêng của cổ có thể bị thiếu hụt chỗ nào. Tại sao? Tại vì giống như hồi nãy tôi có nói rồi, những người khác họ cũng rất buồn, họ cũng suy sụp, thậm chí trầm cảm sau những biến cố như vậy, nhưng họ tự sắp xếp được với những nguồn lực của họ. Vậy người này
có thể họ thiếu một đợt, một chỗ nào đó, có thể một cái nguồn lực từ bên trong, một cái cảm giác rất là dễ bị tổn thương có từ trước từ nhỏ của cổ, hoặc là thiếu những cái nguồn lực từ bên ngoài, cổ không có nhiều bạn, cổ không có nhiều những cái kết nối xã hội, cổ không có những cái tương giao chất lượng với những cái người khác bên ngoài, cổ chỉ có cái hôn nhân đó làm cái điểm tựa thôi. Cho nên bây giờ khi mà nó tan tành thì đương nhiên cái điểm tựa duy nhất của cổ nó cũng sụp đổ theo, cổ mất cái nguồn lực lớn nhất. Vậy thì cái việc mà một nhà tâm lý trong cái trường hợp đó sẽ rất là chú tâm để mà cùng với cổ tìm kiếm và xây dựng lại những cái nguồn lực của riêng cổ, để mà sau đó cổ có đủ lực để cổ tự đi tiếp trong cái cuộc sống của cổ chứ. Thì tôi nghĩ hai cái chuyện đó nó quan trọng hơn là việc nhà tâm lý sẽ quá nhanh chóng trong việc mà tư vấn coi là bây giờ cô nên làm cái này hay anh ta nên làm cái kia. Cái đó tôi nghĩ nó chỉ có những cái tác dụng rất là tức thời, nhưng mà rồi đau cũng vào đấy. Bạn có thể thấy là mình sẽ là người đồng hành cùng họ, và cuối cùng là họ vẫn là cái người mà họ quyết định cái cuộc sống của họ tiếp đến sẽ như thế nào. Đúng rồi. Thì cái câu chuyện của cái nhà tâm lý ở đây á, thì người ta sẽ đi phân tích hai vấn đề. Một là những cái áp lực đè lên cái tâm lý của họ. Hai là cái nguồn lực đúng mà họ có từ nội lực và từ ngoại lực. Đó, thì từ hai là mình gom gom từng cái một, và sau đó mình sẽ cùng với họ đi đến một cái hướng nào đó nó tích cực hơn. Dạ, thì cái quy trình của mình để mà cho một cái đồ vỡ hôn nhân là như vậy. Dạo này thì trên mạng xã hội cũng có một cái chủ đề rất là hay, đó là cái khoảng cách về thế hệ trong cái việc làm. Tức là người ta hay nói là Gen Z là những cái bạn mà từ 97 đổ đi, thì có vẻ như là những cái bạn này họ sinh ra trong một cái giai đoạn khác, cho nên là cái quan điểm về công việc hay là về sự nghiệp của họ nó cũng khác. Vì vậy nó có sự va chạm so với những cái thế hệ mà anh chú đi trước. Vậy thì trong một cái công sở mà có những cái gây gỗ, những cái áp lực từ sếp, và những cái chống đối, những cái tranh luận từ những cái bạn nhân viên, thì bạn nhân viên này bị áp lực nhiều quá. Vậy thì tiến sĩ thì có những cái lời khuyên gì trong những cái câu chuyện như thế này? Tôi chắc tôi đi từ từ cái rộng xuống cái hẹp nha. Dạ. Thiệt ra tôi nghĩ là ở thế hệ nào, ở bất cứ một cái thời điểm nào á, thì những cái mâu thuẫn về thế hệ giữa những cái người trẻ, tức là những cái vị thanh niên hoặc là thanh niên á, với lại những cái người trên, những người đi trước là luôn có. Nó đều có. Nhưng đúng là có một cái điểm hơi khác biệt ở cái thời điểm hiện tại á, là cái sự khác biệt đó nó được đẩy nhanh hơn. Tức là mọi người hay đùa ở ngoài á, là 8X thì sẽ rất là khác với 9, 9 thì nó rất là khác với Gen Z, ví dụ vậy. Cái tốc độ được đẩy nhanh hơn đó là nó là một cái hệ quả của những cái thay đổi rất nhanh của công nghệ, của thông tin truyền thông, của cái việc mà cái sự trao đổi toàn cầu hóa. Cái này không có, đúng là mình không có tránh được. Và đương nhiên nó tạo nên một cái bối cảnh không đơn giản giữa những cái người rất trẻ trong hiện tại và nhiều thế hệ đi trước, chứ không phải chỉ có những cái hàng trên không. Ngay cả các đàn anh, đàn chị hoặc đàn cha đàn chú thì lại khác nữa, nhưng mà cái do cái sự khác biệt quá lớn đó, cho nên là rất là nhiều những cái mâu thuẫn khác nhau. Thực ra cái câu chuyện đó ở trong các môi trường xã hội, ví dụ như môi trường doanh nghiệp hoặc là đi làm á, Huy nghĩ là nó là một cái bản thân nó, tôi nghĩ không đủ, bản thân nó không đủ để mà tạo nên một cái sự khổ sở quá lớn, nhưng nó là một cái yếu tố quan trọng của một cái bối cảnh lớn hơn. Tức là thường thường các bạn trẻ, các bạn thanh niên khoảng từ 22 đến 30 tuổi, khi gặp những cái va vấp, những cái thất bại và khó khăn trong cái việc mình vào đời, trong đó cái việc mâu thuẫn với những cái người trên đó là một phần thôi.
Nhưng mà cái tôi đặt tôi đổi cái mâu thuẫn thế hệ thành là những cái khó khăn trong cái việc một cái người trẻ họ phải hiện tại họ gặp những cái áp lực mà những người trước kia khi vào đời họ không có, họ không gặp phải. Tại vì á, trước đây á, mọi thứ á, thực ra nó được sắp xếp sẵn khá là nhiều, cho nên những cái thế hệ trước mọi người hay 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 ưu tiên cái chuyện á, là mày có một cái công việc ổn định đi, mày có một đời sống ổn định rồi mày muốn làm gì mày làm. Bây giờ không phải như vậy, mọi thứ nó được lựa chọn nhiều hơn, tức là các bạn trẻ hiện tại đứng trước rất nhiều lựa chọn. Ngày trước cái đau khổ, cái khổ sở của người người trước đó là tôi không hài lòng với lại cái lựa chọn được cho trước, và tôi đấu tranh để mà tôi ở lại hoặc là tôi thoát ra khỏi cái vị trí được cho trước sẵn đó. Còn người trẻ hiện tại thì một cách rất nhanh, cái vấn đề của họ không phải như vậy mà là tôi có nhiều lựa chọn lắm nhưng mà tôi không biết chọn gì hết, tôi không biết chọn gì trong tay tôi hết, và dựa vào đâu tôi dựa vào cái sở thích cá nhân hay cái gì khác hay là những cái áp lực gì đó để mà tôi phải lựa chọn đấy hay tôi không lựa chọn. Điều này xảy ra không phải chỉ có ở những cái xã hội đang phát triển như ở Việt Nam mà nó đã diễn ra ở những cái nước mà hiện tại là đã công nghiệp hóa trong thời gian trước đây và vẫn đang diễn vẫn vẫn đang tiếp diễn. Tức là cái thế hệ trẻ các bạn gặp cái vấn đề lớn nhất đó là việc mình thiếu những cái điểm tựa, thiếu những cái mốc á, những cái cột mốc hay những cái giá trị rất là lớn để mà dựa vào đó mình cảm thấy yên tâm trong những cái lựa chọn của mình. Và cộng thêm nữa là đương nhiên những cái mâu thuẫn về mặt thế hệ, về mặt giá trị đạo đức mà giữa các thế hệ ở giống như ở các nước Á Đông nữa, thì nó tạo nên một cái khung cảnh khá là khó, nó rất là khó khăn cho các bạn trẻ bây giờ chứ không đơn giản. Trong tay các bạn có nhiều lựa chọn nhưng các bạn không sẽ sẽ khó để mà chọn chọn được cái gì và sẽ dễ để thay đổi và khó để mà có một cái sự ổn định. Cho nên nó là một cái thách thức của thế hệ luôn á. Thì cái vấn đề đây mình không không chỉ là phải làm sao để mà dung hòa được hai cái thế hệ đó với nhau, nhưng mà có một cái quan điểm này Đức Nghĩa thấy rất là hay. Người ta bảo là cái thế hệ sau thì họ có những cái sự khác biệt so với thế hệ trước, thì nó có hai lý do. Thứ nhất là do thế hệ sau sinh ra trong cái điều kiện kinh tế nó vững vàng hơn, Tốt hơn. nên cho nên là người ta ít có chịu cái sự áp lực về kinh tế. Và thứ hai á, là cái thế hệ trước thì họ có ít lựa chọn nha, thành ra họ cam chịu với cái sự lựa chọn đó và họ ít có sự thể hiện cái cảm xúc của mình ra, thành ra là cái cảm xúc đó vẫn có nhưng mà nó giấu đi bên trong. Còn bây giờ thì cái giới trẻ họ thể hiện cái cảm xúc của họ được nhiều hơn, thì không biết là cái quan điểm của tiến sĩ Huy đối với cái vấn đề này thì như thế nào? Tôi nghĩ cũng một phần đồng ý với lại cái ý kiến của bạn Nghĩa đó. Tại vì thường giới trẻ hiện nay, nhất là những cái người đang làm trong ngành giáo dục hoặc ngành y tế, thì mọi người chắc cũng sẽ thấy rất rõ về chuyện là những cái sự lựa chọn trong sự trong thể hiện, nhất là thể hiện cảm xúc, thể hiện hành vi, thể hiện ý kiến, thể hiện quan điểm và suy nghĩ của các bạn trẻ được khuyến khích khá nhiều so với trước đây. Nó nằm ở trong một cái vận động về cái vận động đi lên về 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 đề cao cái tính tự do, cái tính tự chủ và cái tính tự do đó. Nhưng đương nhiên nó mỗi mỗi thứ nó đều có hai mặt của một cái đồng tiền, tức là thực ra không có cái hình thức nào là hoàn hảo hơn hay là sẽ ít gây khó khăn, ít gây đau khổ về mặt tâm trí hơn ha. Ví dụ như có trong trong thực tế lâm sàng thì ở nước ngoài cũng vậy và ở Việt Nam cũng vậy, thì chúng tôi có hiện tại có tiếp nhận ở trong phòng tâm lý thì nhiều cái trường hợp mà ví dụ như cách đây 10 năm hoặc 15 năm á, họ tôi nghĩ là họ vẫn vẫn ở ngoài xã hội thôi, nhưng mà họ không đi tới phòng tâm lý hoặc là tâm thần kinh, nhưng mà hiện tại thì những người trẻ họ mang những cái vấn đề đó tới nhiều hơn rất thường xuyên. Đó là việc hoặc là ba mẹ than phiền về việc là các bạn trẻ không có kiểm soát tốt hành vi và cảm xúc,
và ba mẹ hoặc là người lớn á, thì đề nghị và mong mỏi rằng là các nhà tâm lý sẽ làm sao đó để mà những bạn trẻ này nè kiểm soát tốt hơn về hành vi và cảm xúc. Còn các bạn trẻ khi mà làm việc riêng với các bạn thì các bạn nói không, mấy cái chuyện này là cái chuyện em thấy bình thường, em thấy cần gì phải thay đổi, em cần cái thay đổi cái khác, hoặc là tương tác gia đình, hoặc là ba mẹ mới là cái người cần thay đổi chứ không phải tụi em. Nó đôi khi nó sẽ gây những cái mâu thuẫn như vậy. Sẽ cũng là một cái câu hỏi về mặt chuyên môn trong cái việc là trong những cái đó mình làm gì. Tức là đương nhiên mình không thể nào chiều ý ba mẹ. Mình không phải là ba mẹ thứ hai của các bạn trẻ. Mình không chiều ý ba mẹ được. Cũng không hoàn toàn là chiều lòng hoặc chiều ý hoàn toàn theo cái ý kiến của các bạn trẻ được. Đương nhiên mình phải có một cái góc nhìn rất là khách quan và chuyên môn là chuyện gì đang xảy ra vậy. Và trong mỗi gia đình nó lại khác. Có những cái mong mỏi nó rất là khác biệt ở trong các từng trường hợp. Dạ, mà thấy câu chuyện này rất là thú vị luôn. Tại nhiều khi là quan điểm thế hệ trước nó như vậy và quan điểm thế hệ sau nó như vậy. Nó không có một cái sự mà khác, là trùng khớp nhau thế nào cả. Vậy thì trong cái quá trình công tác của tiến sĩ Huy thì có bao giờ mà mình đứng ở cái trường hợp khó xử như vậy chưa? À, thường xuyên. Đó là công việc của các nhà tâm lý, tức là phải đối diện với những mâu thuẫn và những xung đột. Đó là cái đặc điểm của nghề nghiệp. Tức là ở trong phòng tâm lý thì mình sẽ không trông mong. Mình sẽ không trông mong là những cái không khí dễ chịu hoặc là vui vẻ sẽ diễn ra thường xuyên đâu. Mà trong 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 việc trong làm việc thì luôn luôn phải lắng nghe và nhìn thấy, chỉ ra những cái xung đột đó đang tồn tại ở trong mỗi cá nhân hoặc là trong các cặp đôi hoặc trong các gia đình. Và cùng với họ chịu khó để tìm hiểu xa hơn chút xíu. Tức là thực ra nó không chỉ đơn giản chỉ dừng lại ở những cái cãi lộn, cãi vã đơn thuần hàng ngày đâu. Mà ở dưới đó hình như họ muốn nói nhau về một cái điều gì đó khác mà họ không có diễn đạt ra được. Ví dụ như thường thường nó sẽ đụng tới những cái nhu cầu bên trong của từng người. Ví dụ như là đằng sau những cái có thể đôi khi nhìn có vẻ như hơi hổn hoặc là hơi quá cá tính, quá mạnh mẽ của những bạn trẻ, thì nếu mình coi đó là hành vi hổn, mình sẽ bị lạc hướng liền. Nhưng nếu mình nghĩ rằng đó là một cái cách của các bạn trẻ để nói lên á một cái nhu cầu gì đó của họ mà chưa có được nghe, chưa được hiểu, chưa được đáp ứng á, nhu cầu đó là gì, thường xuyên ví dụ như là một cái nhu cầu được công nhận đi, một cái nhu cầu được công nhận hoặc được lắng nghe đơn giản vậy thôi, thì khi mình làm rõ được cái chuyện đó, có khá là nhiều những cái mâu thuẫn hoặc xung đột á, nó được sắp xếp lại và nó dịu xuống. Tại người ta, mọi người hiểu được cái đằng sau cái muốn nói của cái người trẻ hoặc thậm chí là cái người phụ huynh đó rồi. Nên thấy là cái câu chuyện của nhà tâm lý là cái người kết nối giữa hai cái vấn đề mà nó không khớp nhau như vậy, để làm sao mà họ có những cái, họ chịu nói ra những cái suy nghĩ bên trong của họ để cho người kia, người ta hiểu. Mặc dù có khi là các thành viên trong gia đình người ta cũng không chịu nói chuyện với nhau đâu, nhưng mà có một người kết nối thì họ nói, họ hiểu, xong rồi họ chấp nhận. Như vậy đó là một cái cách giải quyết rất là tốt cho vấn đề này. Và thật ra thì có một cái vấn đề khác nó cũng rất là được nhiều người quan tâm trong những cái giai đoạn, đặc biệt là những cái đối tượng mà trẻ trẻ như vậy, đó là cái câu chuyện tình yêu và hôn nhân. Có nhiều cặp là người ta yêu nhau mấy năm trời thân thiết lắm, nhưng mà lúc mà cưới nhau về thì như không vui nữa, hoặc là đứng trước cái ngưỡng cửa hôn nhân thì người ta cảm thấy là họ chưa sẵn sàng. Nên mà nghĩ là có rất nhiều những cái thế hệ họ trải qua vấn đề này, tìm hiểu lại cái câu nói vui là hôn nhân là cái đoàn kết của tình yêu. Vậy thì quan điểm của tiến sĩ Huy về câu chuyện là tại sao lúc mà yêu nhau thì vui lắm, cuốn quýt nhau hòa, mà lúc mà cưới nhau rồi thì vợ chồng ở nhau không vui nữa, thì tại sao có vấn đề này? Ồ, cái này cũng phải tùy cặp vợ chồng. Tại vì có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau vui lắm.
đây 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 là hơi khó để sẽ khái quát hóa ha, sẽ rất khó để khái quát hóa, nhưng mà chắc Huy muốn nói một vài những cái điểm chung của các cặp đôi. Cái này là những điểm chung có thể có, đó là khi hai người đến và làm quen và họ đồng ý trong một cái mối quan hệ cặp đôi á, cái giai đoạn đầu tiên sẽ luôn luôn là một cái giai đoạn rất là màu hồng, mà hai người không còn là mình nữa. Nó có một cái từ gọi là một cái giai đoạn tuần trăng mật á. Mặc dù họ chưa cưới nhau nha, nhưng mà cái sự gặp gỡ và trong giai đoạn đầu tiên của cái thời điểm gặp gỡ đó là một cái giai đoạn tuần trăng mật, họ không còn là họ nữa, và có rất là nhiều những cái sự đầu tư quên mình đi, đầu tư cho người khác và người khác gần như là tất cả của mình. Gần là cháy hết về tình yêu đấy. Đúng rồi, và điều này đúng cho tất cả mọi mọi độ tuổi. Sau đó thì chuyện gì đến cũng phải đến, tức là cái bong bóng, cái tuần trăng mật đó nó không thể kéo dài mãi mãi được, tại vì nó mang tính tưởng tượng khá là nhiều. Thì cái bong bóng nó sẽ đáp xuống thực tế, tức là cái giai đoạn này được gọi là một cái giai đoạn vỡ mộng, tức là tôi phát hiện ra là người kia không có hoàn hảo, có phút này có phút nọ, có chỗ này không được, có chỗ kia không được, nhưng bên cạnh đó cũng có những chỗ này được nè, chỗ kia được, chỗ kia tôi chấp nhận được. Đó là một cái thời điểm khó khăn của tất cả các cặp đôi khi mà họ có chịu đựng được cái chuyện đó hay không ở đối phương và ở chính mình trong mối quan hệ. Có nhiều cặp đôi sẽ ngưng ngay từ đó, một khi đã bắt đầu vỡ mộng một phát là họ sẽ chia ly, một trong hai người hoặc cả hai rời xa, họ muốn mất cái bong bóng về cái tuần trăng mật kia. Nhưng có một số, đa số cặp đôi họ sẽ vượt qua được, tức là họ chấp nhận được cái không hoàn hảo của đối phương và của chính mình, và họ, tức là nó là một cái sự thương lượng qua lại thì chuyện là anh ta hay cô ta có thể làm cho tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều đó, nhưng mà nói chuyện lại được, hoặc là tôi không tôi tự bảo bảo vệ tôi được để mà tôi không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái chuyện đó. Và bên kia cũng vậy. Hôn nhân là một chuyện khác. Hôn nhân á là một cái bước ở trong cái nó không chỉ đơn giản là một cái bước ở trong cái đời sống tình cảm đâu, mà trước đây thực ra ở các nước Á Đông hôn nhân là một định chế xã hội, tức là có những cặp không cần yêu nhau, thậm chí không biết nhau là ai, nhưng họ được sắp xếp để cưới nhau thì họ cưới thôi, sau đó có tình yêu hay không thì hên xui. Nên cái chuyện hôn nhân và chuyện cặp đôi thực ra là hai chuyện khác nhau. Gần đây á, tức là khi xã hội nó phát triển hơn thì cơ hội để một cặp yêu nhau có thể tiến đến hôn nhân nhiều hơn lúc trước. Cho nên mình lại đụng tới một cái chủ đề khác, đó là sự lựa chọn. Và hồi nãy mình đã nói người trẻ có quyền lựa chọn là mình có tiến tới hôn nhân hay không. Và hôn nhân trong cái thời điểm này, trong đa số trường hợp, nếu không phải là một cái sự sắp đặt, thì nó là một cái thử thách, tức là nó là một cái sự nâng tầm của cái mối quan hệ từ cái việc mà hai người không có gắn kết gì về mặt xã hội, về mặt giấy tờ, về mặt quyền lợi, về mặt thậm chí là đạo đức, thì khi hôn nhân đến đó, thì tất cả những cái khía cạnh đó nó buộc phải bị ràng buộc. Cái lựa chọn là tôi có chấp nhận để tôi có những cái ràng buộc đó. Nó là một cái sự lựa chọn mang nhiều áp lực, tức là không chỉ đơn giản là vì một cái câu hỏi về tình yêu không, mà nó là một cái vấn đề về thực tế vật chất nữa, nhà cửa tiền bạc làm sao, mai mốt có con thì như thế nào. Và khi hôn nhân, khi họ bắt đầu tiến vào đời sống không phải một cặp đôi mà một gia đình, thì tạm gọi là họ lên chức, họ không còn là những đứa trẻ, tại vì sẽ có kế hoạch có con hay không. Đa số mọi người chọn là sẽ có con và họ không còn là những người trẻ nữa, họ lên chức rồi, Làm cha làm mẹ làm rồi. cha làm mẹ rồi, mình giờ mình hết hết làm con nhỏ nhất trong nhà rồi, giờ mình phải nhường nó cho một đứa khác, nó cũng là một cái mất mát rất lớn. Vậy vậy thì nó cũng là một cái áp lực càng đè nặng hơn nữa. Và nếu nó là một sự lựa chọn thì đương nhiên Huy hiểu cái chuyện là sẽ có rất nhiều e ngại
và bối rối trong cái việc mà có muốn có cái sự gắn kết, cam kết của mình trong một cái mối quan hệ được nâng tầm lên như vậy hay không. Yeah. Đương nhiên không có đúng sai nha. Thì ra thì khi mà nói về cái chủ đề tâm lý thì nó rất là rộng. Tại cuộc đời thì nó trăm đường mà, và mỗi người thì mỗi lựa chọn khác nhau, và cái sức chịu đựng cũng như là cái cảm nhận của họ về vấn đề đó cũng khác nhau nữa. Cho nên là không, tại sao anh chịu được mà tại sao người kia không chịu được, hay là tại sao cô đã vượt qua được mà mình lại không vượt qua được. Cho nên là thưa quý vị các bạn, nếu mà thực ra bản thân mình có những cái vấn đề về tâm lý, mà nói thật chất về bản chất là mình không có đủ cái nguồn lực để vượt qua những cái áp lực nó quá nặng nề, thì có thể đến các phòng khám tâm lý, trong đó có phòng khám tham vấn và điều trị tâm lý của Bệnh viện Tri Phương, để những cái chuyên gia tâm lý họ ngồi lại, họ lắng nghe những cái câu chuyện đó, họ tìm kiếm ra những cái góc nhìn nó mới mẻ hơn, để từ đó đồng hành cùng quý vị các bạn để đi đến một cái con đường khác mà nó nhiều cái sự tích cực hơn. Và trên đây là ba trong những cái câu chuyện rất là phổ biến ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Và phòng khám tham vấn và điều trị tâm lý của Bệnh viện Tri Phương sẽ hứa hẹn sẽ có những cái chủ đề khác chuyên sâu hơn, cũng như là chi tiết hơn về những cái trường hợp cụ thể, để cho quý vị các bạn có những cái thông tin cũng như là có những cái phương án để cho cái cuộc sống của mình nó phù hợp hơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Huy đã tham gia cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo.